áp viên sách, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay áp viên sách. Xin chào tất cả các em, chào mừng tất cả các em đã đến với khóa học toán 9 của Vietjet. Cô tên là Xuân, người sẽ đồng hành với tất cả các em trong khóa học này. Như bài ngày hôm trước chúng ta tìm hiểu đó là góc ở tâm và số đo cung, đúng không? Thì ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một bài mới, đó là liên hệ giữa cung và dây cung. Cung và dây cung. Thì hôm kỳ 1 chúng ta đã học, như kỳ 1 chúng ta đã học ấy, thì cung và dây cung, liên hệ giữa đường kính và dây cung vân vân, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa cung và dây cung nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai định lý sau đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định lý số 1. Định lý số 1 được phát biểu như sau: với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau. Ý A, hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau. Ý B, hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau. Nghĩa là sao? Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng chứng minh ý A trước. Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau. Chúng ta quan sát hình bên trên này nhá. Mình sẽ có hai cung AB bằng cung CD. Được chưa? Cái mình cần phải chứng minh đó là cái dây AB của mình sẽ bằng dây CD. Rồi, chứng minh như sau nhá. Các em nhìn này, hai cung này bằng nhau, mà cái góc ở tâm chắn cung AB là góc AOB, đúng chưa? Góc này. Tương tự, góc ở tâm chắn cung CD sẽ là góc COD. Vậy hai cái cung này bằng nhau, sinh ra hai góc ở tâm này sẽ bằng nhau, được chưa? Sau đấy, công việc của chúng ta là chứng minh hai cạnh bằng nhau. Thì như hồi lớp 7 chúng ta học ấy, thì muốn chứng minh hai cạnh bằng nhau mình sẽ xét tam giác bằng nhau, đúng không? Mình sẽ xét tam giác AOB và tam giác COD. Hai tam giác này có hai góc này bằng nhau nhé. Có cạnh OA bằng OC bằng OD bằng OB đều bằng R. Được chưa? Thì rõ ràng là mình đủ hết sự kiện để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Từ đấy suy ra được hai cạnh bằng nhau, hai cạnh tương ứng, được chưa? Rồi mình sẽ trình bày nhé. Vì cung AB bằng cung CD nên suy ra cái góc ở tâm AOB sẽ bằng góc COD. Hai góc ở tâm chắn hai cung bằng nhau rồi. Tiếp tục mình sẽ xét hai tam giác nhé. Xét tam giác AOB và tam giác COD. Ta có OA bằng OC cùng bằng R, đúng không? Ta cùng bằng bán kính nhé. Tương tự, mình sẽ có góc AOB bằng COD mình chứng minh ở bên trên, và bên dưới mình sẽ có OB bằng OD cùng bằng R, đúng chưa? Từ đấy mình suy ra hai tam giác AOB sẽ bằng tam giác COD theo trường hợp cạnh góc cạnh, và suy ra được cái mình cần đó là AB bằng CD, hai cạnh tương ứng. Rồi, tiếp tục quay trở lại với ý B. Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là mình đang có dây EF bằng dây GH, có nhá. Dây EF bằng dây GH, và công việc chúng ta cần phải chứng minh đó là cái cung EF này sẽ bằng cung GH. Rồi, muốn chứng minh hai cung bằng nhau ấy thì các em phải biết số đo của nó, tức là chứng minh số đo của nó bằng nhau. Mà số đo của nó bằng nhau ấy thì phải dựa vào số đo của góc ở tâm, đúng không? Vậy thì cái đường tròn này mình sẽ đặt ô phẩy nhá. Đường tròn ô phẩy này, cái góc ở tâm chắn cung EF sẽ là góc EO'F, đúng chưa? Đúng chưa? Và góc ở tâm của mình là chắn cung GH của mình là GO'H, đúng chưa? Vậy thì mục tiêu của mình sẽ là chuyển cái này qua việc chứng minh góc EOF
bằng góc GO phẩy EO phẩy F nhé, và GO phẩy H. Chưa? Vậy thì muốn chứng minh hai góc bằng nhau, mình sẽ lại phải làm gì? Chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không nào? Rồi, vậy thì mình sẽ xét tam giác EO phẩy F và GO phẩy H. Hai cái tam giác này có EF bằng GH này, có OF, O phẩy F bằng O phẩy E bằng O phẩy G bằng O phẩy H. Tức là hai tam giác này hoàn toàn bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh đúng không nào? Rồi từ đấy mình sẽ suy ra được hai góc ở tâm này bằng nhau, hai góc ở tâm bằng nhau, suy ra hai cung này bằng nhau. Rồi mình sẽ trình bày nhé. Xét tam giác EO phẩy F và tam giác GO phẩy H có điều gì nhỉ? Tôi sẽ viết luôn O phẩy E bằng O phẩy F bằng O phẩy G bằng O phẩy H cùng bằng R phẩy nhá. Rồi, bán kính của đường tròn là R phẩy nhá. Rồi, sau đấy mình còn có EF bằng GH đúng không? Đây là giả thiết nhá. Từ đó các em suy ra được tam giác EO phẩy F sẽ bằng tam giác GO phẩy H theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Từ đấy, hai tam giác bằng nhau rồi thì mình sẽ suy ra được hai góc này bằng nhau, hai góc tương ứng. EO phẩy F sẽ bằng GO phẩy H. Hai góc tương ứng. Cô viết tắt chữ tương ứng nhé. Rồi, từ đấy mình sẽ suy ra cung EF sẽ bằng cung GH, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đã chứng minh xong cái định lý này. Khi mà chứng minh định lý này xong thì các em cần phải nắm được cho cô hai cái, tức là cung bằng nhau thì suy ra dây bằng nhau, hoặc ngược lại là dây bằng nhau thì suy ra cung bằng nhau. Hơn nữa là phải chú ý cho cô là hai cái khi so sánh hai cung ấy, thì phải chú ý nó cung phải nằm trong một đường tròn hoặc là trong hai đường tròn bằng nhau, nhớ nhá, chứ không được so sánh trong hai đường tròn khác nhau. Rồi, rồi với định lý số 2, định lý này mình sẽ chỉ tìm hiểu về định lý thôi, chứ mình sẽ không chứng minh nhá. Rồi, định lý số 2 sẽ được phát biểu như sau. Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau. Đối với định lý này, người ta cũng xét trong một đường tròn hoặc là trong hai đường tròn bằng nhau nha. Rồi, cung lớn hơn sẽ căng dây lớn hơn, ngược lại dây lớn hơn sẽ căng cung lớn hơn. Nghĩa là sao? Em theo dõi cho bài hình số 1. Mình sẽ có cái A này, mình sẽ tương đương với việc đó là mình có cung AB lớn hơn cung CD. Được chưa? Thì sẽ căng dây lớn hơn. Cung AB này sẽ căng dây AB đúng chưa? Còn cung CD thì sẽ căng dây CD. Đấy. Thì từ đấy mình sẽ có được AB sẽ lớn hơn CD. Được chưa? Hoặc ngược lại nhá, các bạn có cung nhỏ hơn thì dây cũng sẽ nhỏ hơn thôi. Tương tự, B này sẽ được phát biểu như sau. Dây lớn hơn căng cung lớn hơn, nghĩa là mình có dây AB lớn hơn dây CD. Lớn hơn dây CD thì mình sẽ suy ra được cung AB sẽ lớn hơn cung CD. Hoặc ngược lại, dây AB nhỏ hơn dây CD thì cung AB sẽ nhỏ hơn cung CD. Cô và các em sẽ cùng làm một vài ví dụ minh họa về cái tính chất mình học, đó là liên hệ giữa cung và dây, được chưa? Rồi, ví dụ số 1 nhé. Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB mình lấy một điểm D sao cho AD bằng AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC, từ O lần lượt hạ vuông góc xuống BC và BD, chứng minh rằng OH lớn hơn OK, so sánh hai cung nhỏ BD và BC. Rồi, khi đọc xong đầu bài thì các bạn vẽ hình cho cô nhé. Cô đã vẽ sẵn cái hình đây rồi. Mình có tam giác ABC, sau đấy trên tia đối của AB mình lấy điểm D sao cho đoạn AD này bằng đoạn AC, được chưa? Sau khi lấy xong điểm D rồi, mình sẽ vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác DBC. Cách vẽ đường tròn ngoại tiếp đó là mình sẽ lấy giao của các đường trung trực, ba đường trung trực đúng không? Nhưng mà ở đây mình chỉ cần lấy hai đường thôi, thì ra được điểm O, sau đấy các em quay được đường tròn tâm O, bán kính OD, được chưa? Sau khi đã quay xong nhá, mình sẽ hạ vuông góc từ O xuống BC là OH và xuống BD là OK. Công việc của mình đó là so sánh OH và OK. Ý A này, so sánh OH và OK, đúng chưa? Hay nói hay là đầu bài tập trung cho mình đó là OH lớn hơn OK, đúng chưa? Đúng chưa? Thế nhìn này, OH là gì? Là khoảng cách
từ tâm đến dây, đúng chưa? OK cũng vậy, là khoảng cách từ tâm cho đến dây BD. Mà ở kỳ 1 chúng ta đã học đó là liên hệ giữa khoảng cách từ tâm đến dây và dây, đúng không? Thì nếu mình muốn OH lớn hơn OK thì cái dây của mình ấy, BC phải như nào so với BD các nhỉ? Phải bé hơn nhá, được chưa? Nó bị ngược lại. Rồi, thế BD của chúng ta lại bằng gì nhỉ? BD, cạnh BD này này, nó được tách ra làm thành hai cạnh, nó là AB. Đây, đoạn AB cộng với đoạn AD. Được chưa? Mà AD của mình ấy, đầu bài cho là bằng cái gì em nhỉ? Bằng AC đúng không? Rồi, thế tức là xoay chuyển từ việc chứng minh BC nhỏ hơn BD về việc chứng minh BC nhỏ hơn AB cộng AC. Các bạn để ý cho cô một chút xíu về cái bất đẳng thức này nhé. Bất đẳng thức này rất là quen, đó là tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Thế thì nhớ ngay cho cô đến cái bất đẳng thức trong tam giác, đúng không? Việc chúng ta cần kiểm tra là ba cái cạnh này có cùng nằm trong một tam giác hay không. Thì mình có AB, AC, BC. AB, AC, BC. À, tốt quá, nằm trong cùng một tam giác đúng không? Vậy thì bất đẳng thức này là luôn đúng. Vậy hiển nhiên là OH lớn hơn OK được chứng minh đúng không nào? Vậy cô và các em sẽ trình bày nhá. Mình sẽ trình bày ngược từ bên dưới lên bên trên. Mình sẽ xét tam giác ABC. Ta có AB cộng AC sẽ lớn hơn BC. Mở ngoặc cho cô là bất đẳng thức trong tam giác nhé. Rồi, tiếp mình sẽ có mà AC là bằng AD đúng không? Theo giả thiết nên mình sẽ suy ra được AB cộng AC sẽ bằng AB cộng AD, đúng chưa? Mà AB cộng AD ấy, thì sẽ lại bằng đoạn BD, đúng chưa? Đó, nên suy ra là BD sẽ lớn hơn BC. Từ đó mình sẽ suy ra được OH sẽ lớn hơn. Cô xin lỗi, BD là ấy chứ, BD là OK nhá. Thì ngược lại, BC là OH nó sẽ bé hơn nhỉ, chưa? Mở ngoặc cho là liên hệ giữa dây cung và khoảng cách cô viết tắt từ tâm đến dây cung. Chưa? Rồi, ý A của mình là mình có OK nhỏ hơn OH đúng không? Thế cố gắng tận dụng để mình chứng minh ý B nhá. Ý B mình cần so sánh hai cung nhỏ BD và BC đúng không? Đây, cung nhỏ BD và cung nhỏ BC. Mà cung nhỏ BD của mình lại là cung chắn dây BD đúng chưa? Còn cung nhỏ BC là cung chắn dây BC. Mà vừa rồi mình có học hai định lý về liên hệ giữa cung và dây cung ấy, thì mình có là cung lớn hơn thì sẽ căng dây lớn hơn đúng không? Thế mình ngược lại, mình có dây lớn hơn thì sẽ căng cung lớn hơn. Nên ý, ở ý B này mình sẽ có vì OK đúng không? À, cô xin lỗi, vì BD lớn BC chứ. Mình có cung BD lớn hơn, dây BD lớn hơn dây BC. Từ đấy mình sẽ suy ra được cung BD sẽ lớn hơn cung BC. Liên hệ giữa cung và dây. Đó. Đơn giản đúng không em? Vậy BD sẽ lớn hơn BC. À, ví dụ số 1. Cô và các em sẽ cùng đến với ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2. Cho hai đường tròn đồng tâm. Đây, các em quan sát nhé. Đường tròn đồng tâm tức là nó sẽ có cùng chung cái tâm và khác bán kính. Đường tròn phía bên ngoài là đường tròn tâm mô bán kính R nhá. Còn đường tròn phía bên trong là đường tròn tâm mô bán kính R nhỏ. Tại vì người ta quy ước là R lớn hơn R nhỏ, được chưa? Điểm M nằm ngoài đường tròn OR. Đây, mình sẽ lấy điểm M nằm ngoài đường tròn
âm O bán kính R. Sau đấy các em kể hai tiếp tuyến MH, MK với đường tròn bé bên trong. MH, MK, vuông góc với bán kính đúng không? Tiếp tuyến các em học hết. Được chưa? Sau đó hai cái tia MH và MK đấy lần lượt cắt cái đường tròn phía bên ngoài của mình tại các điểm là AB, C, D. Được chưa? Rồi, bây giờ yêu cầu đặt ra của đồ bài đó là chứng minh cung AB bằng cung CD. Chứng minh cung AB bằng cung CD. Muốn chứng minh hai cung này bằng nhau ấy thì các em phải dựa vào cái gì? Mình vừa học xong liên hệ giữa cung và dây ấy, thì muốn cung bằng nhau thì dây phải bằng nhau đúng không? AB bằng CD đúng chưa? Vậy thì tại sao AB bằng CD? Mà em để ý cho cô này. Ở bài này mình sẽ không có tam giác bằng nhau, tức là mình sẽ không tạo ra tam giác bằng nhau được AOB với lại COD, chưa? Có thể không? Tại vì giả thiết của mình là hai, mình cần chứng minh hai cung này bằng nhau cơ, được chưa? Thì muốn chứng minh hai cung bằng nhau mình sẽ chuyển qua hai dây bằng nhau. Mà các em để ý vào hình đầu bài ấy, mình sẽ có AB và CD đều nằm trong đường tròn tâm O đúng không? Đúng không? Mà OH của mình ấy là khoảng cách từ tâm đến dây AB. Còn OK là khoảng cách từ tâm đến dây CD. Đúng chưa? Mà nó cũng nằm trong cái đường tròn tâm A đấy, tâm O đấy. Mà OH của mình với OK của mình đều bằng nhau nhá. Vì sao? Vì nó nằm trong đường tròn tâm O bán kính R. Đúng chưa? Và cùng bán kính R nhỏ. Đúng không? Đó. Vậy hai cái này bằng nhau, suy ra hai cái dây này bằng nhau, hai dây này bằng nhau, suy ra hai cung này bằng nhau, đúng chưa? Ý tưởng của bài toán là vậy nhá. Còn bây giờ mình sẽ viết cái ý, trình bày cái ý tưởng này ra một cách chi tiết hơn. Mình sẽ đầu tiên xét đường tròn tâm O bán kính R nhỏ. Ta có OH bằng OK và bằng R nhỏ, đúng chưa? Rồi, sau đấy các em xét cho cô sang đường tròn tâm O bán kính R lớn. Ta có vì OH bằng OK chứng minh trên, nên các em sẽ suy ra được cho cô dây AB sẽ bằng dây CD, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, khoảng cách cô viết tắt từ tâm đến dây, được chưa? Rồi sau khi đã có AB bằng CD rồi, mình sẽ suy ra được là cung AB sẽ bằng cung CD đúng không nào? Điều này là vì mình có được mối liên hệ giữa cung và dây đúng không? Ồ, sao? Tiếp tục, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu ví dụ số 3. Ví dụ này như sau: cho đường tròn tâm O đường kính AB và đường tròn tâm O phẩy đường kính AO. Đây, đường tròn tâm O đường kính AB bên ngoài này nhá. Và đường tròn tâm O phẩy đường kính OA. Các điểm CD thuộc đường tròn tâm O, tâm O nhá, sao cho B thuộc cung CD và cung BC sẽ nhỏ hơn cung BD. Tức là các em lấy điểm C và D sao cho cái điểm B này phải nằm trên cung CD, được chưa? Và cái cung BC này sẽ nhỏ hơn cung BD. Rồi, sau đấy các dây cung AC, AD sẽ cắt đường tròn O phẩy theo thứ tự E và F. Đây, E và F. Rồi, ý A, yêu cầu so sánh độ dài của đoạn OE và OF. Ý B, so sánh số đo các cung AE, AF của đường tròn tâm O phẩy. Rồi, thế muốn giải quyết được bài này, các em cần nhớ lại cho cô một kiến thức chúng ta đã học ở kỳ 1. Đó là bài tập số 3 sách giáo khoa tập 1 trang 100. Chúng ta có, nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông. Nhớ nhá. Vậy cái này sẽ vận dụng vào bài toán này như thế nào? Em nhìn cho cô này. Xét trong đường tròn O phẩy, các em thấy tam giác AEO của mình như nào nhỉ? AEO là tam giác nội tiếp ở bên trong đường tròn đúng không? Đúng không? Tức là cái tam giác này nằm trọn vẹn bên trong đường tròn ấy, nó có các đỉnh nằm trên đường tròn. Và điểm đặc biệt là nó có cạnh OA là đường kính đúng không? Chính vì thế tam giác AEO của mình sẽ vuông tại E.
Tương tự với tam giác AFO, trong đường tròn O' nó cũng sẽ vuông tại F đúng không? Vì tam giác này nội tiếp trong đường tròn mà có đường, có cái một cạnh OA là đường kính, đúng chưa? Tương tự xét đường tròn to, đường tròn tâm O ấy, thì tam giác ACB này của mình này cũng là tam giác nội tiếp và có chứa một cạnh là cạnh AB, là đường kính của đường tròn tâm O. Chính vì thế tam giác ACB của mình sẽ vuông tại C. Tương tự với tam giác ADB cũng vậy. Vậy những cái vuông góc này mình sẽ tận dụng để mình sử dụng liên hệ giữa khoảng cách từ tâm đến dây, đúng chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ trình bày cái này như sau nhá. Mình sẽ có là PA trước này, xét đường tròn O phẩy, được chưa? Ta có này, tam giác A E O nội tiếp đường tròn O phẩy và có cạnh O A là đường kính. Cô viết tất nhá. Nên suy ra tam giác A E O của mình sẽ vuông tại E, được chưa nào? Rồi, từ đấy mình sẽ suy ra tam giác này vuông tại E thì sẽ suy ra OE sẽ vuông góc với AE, đúng chưa? Rồi, mình sẽ ghi chứng minh tương tự nhé. Thì tam giác AFO trong đường tròn tâm O vậy này cũng vuông tại F, tức là mình sẽ suy ra được OF sẽ vuông góc với AF, được chưa? Rồi, xét tiếp cho cô đường tròn tâm O. Mình sẽ có tam giác ACB là tam giác nội tiếp. Cô viết tắt chữ nội tiếp nhé, đường tròn tâm O. Và AB là đường kính. Từ đấy, các bạn suy ra được tam giác này sẽ vuông tại C, đúng không? Và từ đó suy ra được BC sẽ vuông góc với AC. Chứng minh tương tự, mình sẽ suy ra được tam giác ADB cũng sẽ vuông tại D, hay nói cách khác là AD sẽ vuông góc với BD, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tận dụng những cái vuông góc này vào để chứng minh ý A của mình nhá. So sánh OE và OF đúng không? Mình cần so sánh OE và OF. Rồi, thì các bạn để ý này, khi chúng ta có vuông đấy, đúng không? Vuông đây, thì chúng ta sẽ vuông đấy nữa, chúng ta sẽ có song song, đúng chưa? Tại sao? Song song mà O là tâm của đường tròn, đường kính AB, đúng chưa? Thì OA sẽ bằng OB, tức là O là trung điểm của AB, đúng không? OE song song với BC mà đi qua trung điểm O của AB thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh còn lại. Cái này định lý này mình được học ở trong bài đường trung bình hồi lớp 8 nhá, được chưa? Từ đấy OE của mình sẽ bằng 1/2 BC, đúng chưa? Tính chất đường trung bình ấy. Tương tự OF ấy cũng là cái đường song song với đáy BD, mà O là trung điểm của AB nên suy ra F sẽ là trung điểm của AD. Từ đấy suy ra OF là đường trung bình, mà OF là đường trung bình thì nó sẽ bằng 1/2 BD, đúng không? Mặt khác nhé, mình lại có cung BC nhỏ hơn cung BD, đúng không? Tức là dây BC của mình sẽ nhỏ hơn dây BD, và từ đó mình sẽ suy ra được điều ngược lại, cái này nhỏ hơn cái này, đúng chưa? Và OE sẽ nhỏ hơn OE, được chưa? Rồi, thế bây giờ mình sẽ trình bày nhá. Bài này sẽ khá là dài đấy. Rồi, đầu tiên này, xét cho cô tam giác ABC. Ta có này, OE vuông góc với AC. Tương tự BC cũng vuông góc với AC nên suy ra OE sẽ song song với BC, đúng chưa? Và mình có O là trung điểm, trung điểm của vết tắt nhé, của AB, nên suy ra
E sẽ là trung điểm của AC. Từ đấy suy ra OE là đường trung bình. Tam giác ABC. Từ đó suy ra OE sẽ bằng 1/2 BC. Rồi, chúng ta sẽ ghi chứng minh tương tự nhé. Thì OF của mình sẽ bằng 1/2 BD. Cô xin lỗi là dây BD thôi nhé. Rồi, mà BC, cung BC nhỏ hơn cung BD đúng không? Nên suy ra dây BC của mình sẽ nhỏ hơn dây BD. Liên hệ giữa cung và dây, từ đấy suy ra 1/2 BC sẽ nhỏ hơn 1/2 BD. Hay BD nhá, hay OE của mình sẽ bé hơn OF, đúng chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ đến với ý B nhé. Nhưng mà cô sẽ giữ lại kết quả của ý A nha. Sau mình đã chứng minh được OE nhỏ hơn OF đúng không? Rồi, ý B mình sẽ phân tích nhé. Mình cần so sánh số đo của các cung AE và AF của đường tròn tâm O phẩy đúng không? Rồi, mình cần so sánh AE và AF đúng chưa? Rồi, như cô đã nói rồi, mình muốn so sánh được số đo cung ấy, thì thứ nhất mình phải chuyển về được số đo của góc ở tâm đúng không? Hoặc là chuyển về được dây chắn cái cung đấy. Mình có hai cái dữ kiện như vậy. Thì đối với bài toán này, mình sẽ chuyển về dây nhá. Các em thay vì so sánh hai cung, mình sẽ so sánh hai dây là AE và AF, được chưa? Dây AE và AF, AE của mình ấy, như ý A mình đã chứng minh được là E là trung điểm của AC đúng không? Vậy thì AE của mình sẽ bằng 1/2 dây AC đúng không nào? Tương tự AF của mình sẽ bằng 1/2 dây AD. Rồi, vậy thì rõ ràng là thay vì mình chuyển, mình so sánh hai dây AE và AF thì mình có thể chuyển qua việc so sánh giữa hai dây AC và AD đúng không? Vậy so sánh giữa AC và AD nó sẽ có liên quan gì đối với OE và OF nhỉ? Xét trong đường tròn tâm O nhé. Xét trong đường tròn tâm O thì có phải là OE là khoảng cách từ tâm đến cái dây AC không? Còn OF là khoảng cách từ tâm đến dây AD đúng không? Mà OE thì nhỏ hơn OF đúng không? OE nhỏ hơn OF. Chính vì thế các em sẽ suy ra được dây AC của mình sẽ lớn hơn dây AD nhá. Đúng chưa? Nó bị ngược lại. Rồi, vậy thì AC lớn hơn AD tức là 1/2 AC lớn hơn 1/2 AD. 1/2 AC lớn hơn 1/2 AD tức là AE lớn hơn AF. Dây AE lớn hơn dây AF liên hệ giữa cung và dây sẽ suy ra được cung AE lớn hơn cung AF, đúng chưa? Rồi, ý tưởng là vậy nhá. Còn bây giờ mình sẽ chứng minh, trình bày lại cái ý tưởng đấy. Đầu tiên, xét nói cho cô cái mối quan hệ này trước nhá. Vì E là trung điểm, cô viết tắt chữ trung điểm của AC, chứng minh trên. Ở ý A mình đã chứng minh rồi nhá. Suy ra AE sẽ bằng 1/2 AC đúng chưa nào? Nên tự vì F là trung điểm của AD cũng chứng minh trên, thì các em suy ra được AF sẽ bằng 1/2 AD. Trời. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh mối quan hệ giữa AC và AD đúng không? Mình sẽ xét đường tròn, đường tròn tâm O, đường kính AB đúng chưa? Ta có OE nhỏ hơn OF chứng minh ở A. Từ đấy mình sẽ suy ra được dây AC sẽ lớn hơn dây AD. Liên hệ giữa dây dây và khoảng cách, khoảng cách cô viết tắt nhé, từ tâm
đến, giây. Rồi, khi có dây AC lớn hơn dây AD rồi, mình sẽ suy ra được 1 phần 2 AC sẽ lớn hơn 1 phần 2 AD, đúng không? Tại vì 1 phần 2 là một số dương mà các em nhân vào bất đẳng thức của mình, bất đẳng thức sẽ không đổi dấu nhá. Từ đấy suy ra được cái AE của mình sẽ lớn hơn AF, đúng chưa? Rồi, vậy dây này lớn hơn dây này thì suy ra cung AE sẽ lớn hơn cung AF, đúng chưa? Liên hệ giữa cung và dây. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng đến với ví dụ số 4, cho đường tròn tâm O và dây AB, được chưa? Gọi Y là điểm chính giữa của cung AB, tức là trên cung AB này các em lấy một điểm Y là điểm chính giữa của cung đó. Gọi H là trung điểm của dây AB, đây, H là trung điểm của dây AB. Chứng minh IH đi qua tâm O của đường tròn. Rồi, cô và các em sẽ cùng phân tích bài này một chút xíu nhá. Phân tích trước khi mình sẽ trình bày rồi ạ. Yêu cầu của bài toán đó là chứng minh IH đi qua O, đúng không? Nghĩa là các bạn sẽ chuyển được cái yêu cầu này về cái về điều gì nhỉ? IH đi qua O, tức là IHO này phải nằm trên cùng một đường thẳng, tức là nó phải thẳng hàng, đúng không? Đúng không? Tức là mình sẽ chuyển đổi yêu cầu của đầu bài về việc chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Vậy chứng minh 3 điểm các em có những cách nào? Chứng minh 3 điểm thẳng hàng mình sẽ có là chứng minh cái góc IHO đấy bằng 180 độ, đúng không? Tiếp, mình sẽ chứng minh là IH là phân giác của một góc chẳng hạn. Được chưa? À không, OH nhé. OH là phân giác của góc AOB. AOB. Hoặc là OI cũng là phân giác của góc AOB. Từ đấy suy ra OH trùng OI, đúng không? Tại vì phân giác của một góc ấy, phân giác bên trong ấy thì chắc chắn sẽ phải là chỉ có duy nhất một đường thôi, nên hai cái đường đấy phải trùng nhau, được chưa? Hoặc các em có thể chứng minh OH là trung trực OI là trung trực, mà H lại là trung điểm của AB. Trung trực ấy thì phải đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc về đoạn thẳng đấy, đúng không? Vậy thì OI là trung trực thì chắc chắn OI phải đi qua H, tức là H phải thuộc vào OI, đúng không? Từ đấy ba điểm này cũng sẽ thẳng hàng nhá, đúng không? Tương tự chúng ta sẽ còn nhiều cách nữa để chứng minh. Nhưng đối với cái cách mà chứng minh cái góc IHO bằng 180 độ ấy, cách này sẽ rất là khó và thường mình sẽ không sử dụng. Còn cách chứng minh OH là phân giác của AOB, OI là phân giác của AOB ấy, thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ chứng minh đầu tiên nhá, OH là phân giác của AOB, đúng không? Mình sẽ cần chứng minh góc AOH bằng góc BOH, đúng chưa? Vậy thì các em chỉ cần xét cho hai tam giác thôi, chứng minh góc bằng nhau mà. Thì mình sẽ chứng minh góc tam giác AOH bằng tam giác BOH luôn. Hai tam giác đấy có những gì bằng nhau? Có OA bằng OB này, cùng bằng bán kính này. Có OH chung này, có HA bằng HB này, theo giả thiết, đúng chưa? Vậy thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Mà hai tam giác bằng nhau rồi thì suy ra hai góc đấy sẽ bằng nhau, hai góc tương ứng, đúng chưa? Vậy thì OH sẽ là phân giác. Tương tự mình sẽ chứng minh OI là phân giác của AOB như thế nào? Mình cũng quay về việc chứng minh góc AOI bằng BOI, được chưa? Chỉ chứng minh hai góc đấy bằng nhau, mình sẽ lại chứng minh hai tam giác AOI bằng tam giác BOI thôi, đúng không? Mà hai tam giác này có những gì? Có OA bằng OB, có OI chung, có cung AI bằng cung BI, mà hai cung đấy bằng nhau, suy ra hai dây IA mà sẽ phải bằng IB, tức là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, đúng chưa? Vậy thì chúng ta lại có được góc AOI sẽ bằng góc BOI, hai góc đấy bằng nhau, suy ra OI là phân giác, mà phân giác của góc AOB chỉ có một thôi, thì mình sẽ suy ra OH phải trùng vào OI, và chính vì thế ba điểm OHI sẽ thẳng hàng, được chưa? Nhưng cô sẽ không chữa cách phân giác nhé, mà cô sẽ chữa cách này.
nó sẽ sử dụng liên hệ giữa cung và dây. Trong cái phần lý thuyết ngày hôm nay mình đã học thì đầu tiên mình sẽ chứng minh OI là trung trực của đoạn thẳng AB nhé. Trung trực của đoạn thẳng AB như sau. Ta có cung IA bằng cung IB đúng không? Vì I là điểm chính giữa của cung AB mà, đúng chưa? I là điểm chính giữa. Cung AB. Đó. Mà hai cung bằng nhau suy ra hai dây của mình, IA sẽ phải bằng IB đúng không? Liên hệ giữa cung và dây nhé. Tiếp này, IA bằng IB. Đây, một điểm mà cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng ấy thì nó sẽ thuộc vào trung trực của đoạn thẳng đó nhé. Đây là tính chất của đường trung trực mình đã học rồi. Y sẽ thuộc vào trung trực của đoạn thẳng AB. Đó. Tương tự, ta lại có tiếp OA cũng bằng OB đúng không? Cùng bằng bán kính R đúng chưa? Từ đấy mình sẽ suy ra được O sẽ thuộc vào trung trực của đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng AB. Nhớ nhá, một điểm mà cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng ấy thì sẽ thuộc vào trung trực của đoạn thẳng đấy. Từ đấy suy ra Y cũng thuộc trung trực, O cũng thuộc trung trực. Thế vậy thì đoạn nối OI sẽ là gì luôn nhỉ? Chính là đường trung trực của AB luôn đúng không? Suy ra OI là trung trực của đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng có viết tắt nhé. Đó. Khi OI là trung trực ấy, mà H của mình là trung điểm của AB, thì rõ ràng là trung trực là phải đi qua trung điểm đúng không? Và vuông góc với đoạn thẳng đấy thì H phải thuộc vào OI đúng chưa? Từ đó suy ra HOI thẳng hàng. Hay nói cách khác, mình sẽ quay trở lại yêu cầu mình kết luận. Vậy IH đi qua tâm O. Chúng ta cùng đến với ví dụ tiếp theo, ví dụ số 5, chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. Tức là sao? Tức là mình có, đây cái mình hình giúp cô nhé, mình có dây CD sẽ song song với dây AB, được chưa? Vậy thì đó, hai cái cung bị chắn giữa hai cái dây song song, tức là hai cái dây này song song, tạo ra hai cái cung là AC và DB nhá, được chưa? Bây giờ công việc của mình là cần chứng minh cung AC sẽ bằng cung DB đúng không? Em thuộc rồi, mình sẽ chuyển qua gì nhỉ? Chuyển qua dây đúng không? Chứng minh dây AC sẽ bằng dây DB. Mà chứng minh dây ấy thì thường chúng ta sẽ phải xét tam giác. Thì khi nhìn vào hình như này, các em nối cho cô các bán kính OC, OD, OA, OB lại nhá, nối cả AC và BD lại nữa, thì dự đoán của cô trò mình sẽ là mình sẽ chứng minh hai tam giác OAC sẽ bằng ODB, được chưa? OAC sẽ bằng tam giác OAD. Cô xin lỗi là OBD chứ. Vậy hai tam giác này có những gì rồi? Có OA bằng OB đúng không? Cùng bằng R, OC bằng OD cũng cùng bằng R. Vậy thì chúng ta chỉ còn thiếu mỗi một dữ kiện nữa thôi. Nhưng để ý nhá, mình lấy OA, OC đúng không? Bên này mình lấy OD, OB. Vậy cái mình đang cần là AC bằng DB ấy, thì rõ ràng mình không thể nào chứng minh theo trường hợp cạnh nữa rồi, mà mình sẽ chứng minh theo trường hợp cạnh góc cạnh đúng không? Thì mục tiêu của chúng ta sẽ phải đưa ra cho cô hai góc này tại sao lại bằng nhau, đúng chưa? Tức là AOC tại sao lại bằng với lại BOD. Rồi
công việc của chúng ta là chứng minh hai góc này bằng nhau nhé. Vậy muốn chứng minh hai góc này bằng nhau mình sẽ làm như sau. Các em sẽ kẻ cho cô OH vuông góc với CD phân cái góc COD thành góc O1 và O2. Tương tự kẻ cho cô OK vuông góc với AB phân cái góc dưới này ra thành O3 và O4. Rồi, đầu tiên nhá, kẻ OH vuông góc với CD, OK vuông góc với AB. Đúng chưa? Rồi, H thuộc vào CD nhá, K thuộc vào AB nhá. Sau khi kẻ xong, mình sẽ phân ra được các góc O1, O2, O3, O4. Đầu tiên, các em xem cho cô, HOK của mình có thẳng hàng không? CD song song với AB đúng không? OH vuông góc với CD, OK cũng vuông góc với CD. Mà hai cái đường đấy chung điểm O thì rõ ràng là OH phải trùng vào OK đúng không? Tức là OHK thẳng hàng. Em ghi cho cô nhé, vì CD song song với AB. Được chưa? Nên mình sẽ suy ra mà nữa OH vuông góc với CD, OK cũng vuông góc với AB. Từ ba cái này mình mới suy ra được OH phải trùng vào OK, tức là tương đương với HOK thẳng hàng. Rồi sau khi đã có HOK thẳng hàng thì mình sẽ có O1 này cộng với cái góc AOC của mình cộng thêm góc O3 nữa sẽ bằng 180 độ đúng không? Vì góc HOK của mình là góc bẹt. Rồi, thế bây giờ mục tiêu của mình nhá, các em thấy này, bên này mình có tổng O1 cộng góc AOC cộng góc O3 bằng 180 độ. Tương tự bên này mình có O2 cộng với BOD cộng với O4 cũng bằng 180 độ. Vậy thì các em phải nhận định cho cô là muốn chứng minh hai góc này bằng nhau thì tổng hai góc còn lại cũng sẽ phải bằng nhau, tức là tổng của O1 cộng O3 sẽ phải bằng O2 cộng O4. Rồi, vì sao nhá? Mình sẽ xét tam giác COD này có OC bằng OD cùng bằng R, đúng chưa? Tức là tam giác COD của mình sẽ cân tại O, đúng chưa? Mà OH là đường cao ấy. Mà trong tam giác cân đường cao thì sẽ ứng với đường trung tuyến, ứng với đường trung trực, ứng với đường phân giác đúng không? Nên suy ra OH sẽ là phân giác của góc COD. Nói cách khác là mình sẽ suy ra được O1 sẽ bằng O2. Đúng chưa? Chứng minh tương tự nhé. Tức là khi các em xét cho cô trong tam giác AOB ấy, mình cũng có OA bằng OB. Tam giác này cân tại O, OK là đường cao, nên suy ra OK sẽ là phân giác, tức là O3 của mình sẽ bằng O4. Đúng chưa? Chưa. Rồi, vậy thì mình sẽ suy ra được điểm gì nhỉ? O1 cộng O3 sẽ bằng O2 cộng O4, đúng chưa? Rồi, xong ta lại có góc O1 cộng với góc COA cộng thêm góc O3 nữa bằng 180 độ, đúng chưa? Tương tự, O2 cộng với cái góc BOD cộng thêm góc O4 cũng bằng 180 độ. Nên từ ba điều này mình sẽ suy ra được điều gì? Nhìn nhá, O1 bằng O3 đúng không? À cô xin lỗi, O1 cộng O3 thì bằng O2 cộng O4. Tức là cặp trên này bằng cặp trên này, thì hiển nhiên hai này sẽ phải bằng nhau đúng không? Vì tổng nó đều bằng 180 độ mà. Tức là mình sẽ có COA bằng BOD, đúng chưa? Rồi, khi có hai góc này bằng nhau rồi, mình sẽ xét được tam giác mà mình cần lúc đầu, tam giác OAC và tam giác OBD. Xét tam giác OAC và tam giác OBD, ta có OA bằng OB bằng OC và bằng OD đều bằng R, đúng chưa? Và cái góc mình vừa chứng minh ở bên trên, COA bằng với lại DOB, chứng minh trên
Từ đấy các em sẽ suy ra được hai tam giác bằng nhau, bằng tam giác OBD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi sau đó mình sẽ suy ra được AC, đúng không? AC sẽ bằng BD, hai cạnh tương ứng. Mà AC bằng BD rồi ấy, thì cung AC của mình sẽ bằng cung BD, đúng chưa? Liên hệ giữa dây và cung. Được. Các em sẽ cùng đến với ví dụ số 6. Ví dụ này sẽ khá là dài. Như sau, cho đường tròn O đường kính AB trên nửa đường tròn O đấy, lấy các điểm CD. Tức là mình vẽ một đường tròn tâm O nhá, vẽ đường kính AB trên một nửa đường tròn, có thể là nửa bên trên, nửa bên dưới. Các em lấy các điểm C và D. Sao cho từ C và D mình kẻ CH vuông góc với từ C nhá, kẻ CH vuông góc với AB tại H và cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E. Rồi từ A mình sẽ kẻ AK vuông góc với CD, được chưa? Tại K. Và cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F. Điểm thứ nhất là A thì điểm thứ hai sẽ là F, được chưa? Chứng minh rằng hai cung nhỏ CF sẽ bằng CF và DB sẽ bằng nhau. CF và DB sẽ bằng nhau. Rồi. Ý B, chứng minh hai cung nhỏ BF và DE bằng nhau. Ý C là chứng minh dây DE sẽ bằng dây BF, đúng không? Rồi. Thế trước mắt mình sẽ cùng làm ý A trước nhá. Ý A này này, em nhìn cho cô. CF và DB nó được tạo bởi hai cái đường thẳng, hai cái dây là CD và dây BF, đúng chưa? Mà các em xem cho cô này, cái vị trí của hai dây này là như nào này? Nó song song, đúng không? Mình sẽ dự đoán là nó song song. Thế thì cái cung mà tạo bởi hai cái dây song song ấy, như cái ví dụ bên trên, ví dụ số 5 mình chứng minh ấy, thì hai cái cung đấy sẽ bằng nhau, đúng không? Vậy áp dụng cái bài số 5 thì mình sẽ, mục tiêu của mình là sẽ chứng minh BF sẽ song song với CD, đúng chưa? BF song song với CD mình sẽ làm như nào? Mình có CD vuông góc sẵn với AX, cái tia AX, AK, được chưa? Thì mục tiêu của cô mình sẽ, cô trò mình sẽ là chứng minh BF cũng sẽ vuông góc với AK. Vậy chứng minh như thế nào? Các em để ý cho cô, AFP là tam giác gì nhỉ? Tam giác mà có tất cả các đỉnh nằm trên một đường tròn, là tam giác nội tiếp trong đường tròn, đúng không? Mà mình lại có cạnh AB là đường kính, đúng chưa? Vậy thì tam giác mà nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính ấy, thì tam giác đấy sẽ là tam giác vuông, đúng chưa nào? Vậy thì nó sẽ vuông tại F, và hai đường thẳng cùng vuông góc và đường thẳng thứ ba sẽ song song với nhau, đúng chưa? Rồi mình trình bày nhá. Xét đường tròn tâm O, ta có tam giác AFB nội tiếp đường tròn tâm O và có cạnh AB là đường kính. Đường kính từ đó mình suy ra tam giác AFB vuông tại F, hay nói cách khác là AF sẽ vuông góc với BF, đúng chưa? Mà mình lại có CD cũng vuông góc với AF hay là AK ấy. Thì từ hai điều này mình sẽ suy ra được BF sẽ song song với CD, đúng chưa? Hai dây đấy song song. Các bạn chú ý cho cô nhá, với cái hai dây song song tạo ra hai cái cung, cái cung, hai cái cung mà tạo bởi hai cái dây song song ấy thì sẽ bằng nhau, đúng không? Nhưng mà mình không được phép sử dụng định lý đấy, tức là mình sẽ phải chứng minh lại như bình thường. Như bài 5 mình sẽ chứng minh như sau nhá, mình sẽ kẻ OM, ON lần lượt vuông góc với CD và BF kẻ OM, ON lần lượt vuông góc. Vì ý tưởng hoàn toàn tương tự với câu 5 nên là, ví dụ 5 nên là cô sẽ trình bày nhanh qua cái này nhá. Lần lượt vuông góc với CD, BF tại M và N
Đó. Nên bây giờ mình sẽ phân các tông này, O1 này, O2, đúng chưa? Đúng chưa? Sau đấy cái góc FOM với lại DOMOB thì mình sẽ phải nói rõ luôn. Tức là nói rõ đỉnh của góc thay vì mình sẽ gọi O1, O2 nhá. Rồi, bây giờ các em xét cho cô cái tam giác OCD. Xét tam giác OCD. Có OC bằng OD đúng không? Nên suy ra tam giác OCD sẽ cân tại O. Mà OM là đường cao. Nên suy ra OM sẽ là phân giác. Phân giác của vectơ của góc COD. Từ đấy mình sẽ suy ra được O1 bằng O2. Chưa? Ừ. Sau khi đã có O1 bằng O2 nhá, mình sẽ đi thêm cái góc FON này. FON sẽ bằng với góc BON đúng không? Vì tam giác OFB của mình cũng cân tại O. ON là đường cao nên ON sẽ là phân giác, nên FON sẽ bằng BON, được chưa? Hai góc đấy bằng nhau. Từ đấy mình sẽ suy ra được O3 sẽ bằng O4. Đúng không? Ừ. Cô với các em quên mất một điều, đó là OM, ON là một góc với BD, CF mà CD song song với BF ấy. Nên mình sẽ suy ra được MON thẳng hàng nhé. Cô biết tắt chữ thẳng hàng nhé. Rồi, sau đấy các em xét tiếp cho cô tam giác chứng minh tương tự với tam giác FOB. Hoàn toàn tương tự thôi, mình sẽ suy ra được góc FON sẽ bằng góc BON. Được chưa? Được chưa? ON cũng là phân giác của FOB nên suy ra hai góc này sẽ bằng nhau. Ta lại có nhá. FON của mình ấy thì bằng O1 cộng O3. Chưa? DON của mình thì bằng O2 cộng O4. Để ý này, O1 bằng O2, FON bằng BON. Tức là từ bộ điều này mình sẽ suy ra được O3 sẽ bằng O4, đúng chưa? Mà O bằng bằng O4 ấy, thì mình hoàn toàn có thể xét được hai tam giác. Xét tam giác FOC và tam giác BOD. Đúng chưa? Ta có nhá. OB bằng OC bằng OF bằng OD cùng bằng R đấy. Được chưa? Tiếp tục, góc O3 của mình bằng góc O4 chứng minh trên. Nên mình sẽ suy ra được hai tam giác bằng nhau, tam giác FOC bằng tam giác BOD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đó mình sẽ suy ra được cạnh FC sẽ bằng cạnh BD. Hay nói cách khác là cung FC sẽ bằng cung BD, đúng không? Rồi, tức là mình đã chứng minh xong CF bằng với lại BD. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ giải quyết tiếp ý B nhé. Ý B của mình là hai cung nhỏ BF và D bằng nhau. Rồi, thế bây giờ các em xem cho cô là cung BF của mình. Đây, cung nhỏ BF đây, đúng không? BF đây. Thế thì cung này ấy, nó được chia ra thành hai cung. C ấy, nó là một điểm thuộc vào cung BF đúng không? Mà chúng ta có học một cái bài hôm trước là góc ở tâm liên hệ giữa số đo. Cô xin lỗi, góc ở tâm và số đo cung ấy, thì mình có một điểm thuộc vào cung thì sẽ cái cung nhỏ của mình, tức là cung BC cộng với cung CF sẽ đúng bằng cung BF, đúng chưa? Tương tự cung DE của mình cũng được chia thành hai cung, đó là cung BF cộng với cung DB. Tại sao mình lại chia thành hai cung này mà không phải là cung BD cộng với cung FD, đúng chưa? Thì cô sẽ tận dụng cái câu ở ý A của mình ấy, là mình có cung CF bằng cung DB, là hai cung này bằng nhau. Thì công việc của mình muốn chứng minh hai cái này, đúng không? Sẽ
chuyển qua việc là mình sẽ chứng minh hai cái cung này bằng nhau, tức là BC sẽ bằng BS. Thì các em xem cho cô BC với BS như nào. Rồi nhá, muốn chứng minh hai cung bằng nhau, mình sẽ chứng minh hai cái dây bằng nhau, tức là chứng minh dây BC sẽ bằng dây BF, đúng không? Rồi, để ý này, cái đường tròn của mình có đường kính AB, đúng không? Vuông góc với dây CE, đường kính mà vuông góc với dây ấy, thì sẽ đi qua trung điểm của dây đó, đúng không? Tính chất hồi kỳ 1 mình học ấy, tức là H sẽ là trung điểm CE. Mà đường vừa vuông góc vừa đi qua trung điểm thì sẽ là gì nhỉ? Đường trung trực, đúng không? Tức là AB của mình sẽ là trung trực của CE. Mà trung trực thì mọi điểm nằm trên đường trung trực sẽ cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng, đúng không nào? Vậy thì rõ ràng BC của mình sẽ bằng BE, đúng không? Ô, cô xin lỗi, đây là BE nhá. Tại vì DE thì BE này cộng DB mà. Rồi, thì BC sẽ bằng BE, đúng không? Thì BC bằng BA, mình sẽ suy ra cung BC sẽ bằng cung BE. Từ đấy mình suy ra được hai cung BF sẽ bằng cung DE. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ trình bày nhá. Thì đây mình sẽ trình bày như sau. Cái hình vẽ thì cô đã sửa lại để cho nó dễ nhìn hơn. Tại vì ở ý A mình phải kẻ OM vuông góc với CDUN vuông góc với FB thì sẽ kiến bị rối hình ấy. Thì ý B này mình sẽ bỏ hai các yếu tố đấy đi để làm cho nó nhìn cho nó rõ ràng hơn nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ chứng minh cung BC bằng cung BE trước. Mình sẽ có AB vuông góc với CE, đúng không? Tại H, nên suy ra H là trung điểm của CE. Rồi, bài á. À, mình có H là trung điểm thì suy ra AB sẽ là trung trực của đoạn thẳng CE. Từ đấy suy ra BC sẽ bằng BE. Do dây BC sẽ bằng dây BE nên cung BC sẽ bằng cung BE, đúng chưa? Rồi, liên hệ giữa cung và dây nhé. Tiếp nữa này, ta lại có nhé, để nó đỡ trùng ở bên trên. Mình có cung BF sẽ được tách ra thành hai cung là cung BC cộng với cung CF. Tương tự cung DE của mình sẽ được tách thành hai cung đó là cung BE cộng với cung DE. Đúng chưa? Mà cung BC của mình lại bằng cung BE vừa chứng minh ở bên trên. Cung CF cũng bằng cung DE chứng minh ở A. Đúng chưa? Vậy thì rõ ràng từ bốn điều này mình sẽ suy ra được cung BF của mình sẽ bằng cung DE, đúng chưa? Hai cung nhỏ bằng nhau nhá. Thế còn ý C thì sao? Ý C con sẽ nói luôn mình nó dễ quá. Mình cần chứng minh DE bằng BF, đúng không? DE bằng BF. Mà mình có hai cung này bằng nhau rồi thì liên hệ giữa cung và dây mình sẽ suy ra được dây bằng nhau luôn, đúng không? Vì hai cung bằng nhau. Vì nhá, cung BF bằng cung DE chứng minh ở ý B nên sẽ suy ra được dây BF sẽ bằng dây DE. Chưa? Liên hệ giữa cung và dây. Cô và Ken sẽ cùng đến ví dụ cuối cùng, ví dụ số 7. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao AH cắt đường tròn tại D, kẻ đường kính AE và chứng minh rằng BC sẽ song song với DE. Ý B chứng minh tứ giác BDEC là hình đang cân. Rồi, đầu tiên nhá, ý A, BC song song với DE. BC song song với DE. Chứng minh song song thì mình có rất nhiều cách để chứng minh, đúng không? Thứ nhất là các cặp góc so lai trong đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bù nhau, hoặc
Các em có thể chứng minh là hai đường thẳng đấy cùng song song với đường thẳng thứ ba, hoặc là hai đường thẳng đấy cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, đúng không? Khi nhìn vào hình vẽ này, chúng ta thấy rõ là mình có được BC vuông góc với AH, đúng không? Vì AH là đường cao mà. Vậy thì rõ ràng là nó có một yếu tố vuông góc đây rồi, thì mình hướng đến việc là mình sẽ suy nghĩ, mình chứng minh được BE liệu có vuông góc với AH không. Nếu có vuông góc thì mình sẽ suy ra được song song, đúng chưa? Vậy thì tại sao DE vuông góc với AH? Các em để ý này, DE của mình cắt AH tại D, đúng không? Và cái AE của mình lại là đường kính của tròn tâm O. Vậy cái tam giác ADE của mình là tam giác nội tiếp trong đường tròn, chứa một cạnh là đường kính, thì tam giác đấy sẽ phải là tam giác gì nhỉ? Tam giác vuông, đúng không? Mình đã làm mấy ví dụ ở phần trước rồi nên là cô mong là các em sẽ còn nhớ. Ý A này, mình sẽ xét đường tròn tâm O có tam giác ADE nội tiếp đường tròn tâm O và AE là đường kính. Vì thế mình sẽ suy ra được tam giác ADE của mình là tam giác vuông tại D. Từ đó suy ra được DE sẽ vuông với AD, đúng chưa? Mà BC của mình cũng vuông với AD tại H ý, nên suy ra DE sẽ song song với BC, được chưa? Ý A nhá. Thế còn ý B thì sao? Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân. Thế muốn chứng minh nó là hình thang cân thì trước tiên nó phải là hình thang đã. Vì ý A mình có DE song song với BC, đúng không? Nên suy ra tứ giác BDEC của mình sẽ là hình thang. Bởi vì hình thang có hai cạnh đối song song thì sẽ là hình thang mà. Tứ giác có hai cạnh đối song song thì sẽ là hình thang. Vậy thì nó là hình thang rồi. Vấn đề của cô và các em đó là nó là tại sao nó cân. Khi mà chứng minh hình thang cân ấy, mình sẽ có các phương pháp như sau. Hai đường chéo bằng nhau nhé, hoặc là hai góc kề một đáy bằng nhau. Nhiều bạn bảo là có thêm hai đường, hai cạnh bên bằng nhau. Nhưng đây không phải là dấu hiệu nhận biết hình thang cân nhé. Hai cạnh bên bằng nhau. Các bạn, nhiều bạn sẽ làm là vì BC song song với DE nên suy ra hai cái cung tạo bởi hai cái dây song song đấy sẽ bằng nhau, tức là BD bằng CE. Từ đấy suy ra dây BD sẽ bằng dây CE. Từ suy ra là hai cạnh bên bằng nhau. Suy ra đấy là hình thang cân. Như vậy là sai nhá, bởi vì đấy không phải là dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Nhớ cô điều đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi theo hướng nào? Hai góc kề một đáy bằng nhau ấy, thì đầu tiên khi các bạn nhìn vào đầu bài theo cô thì chúng ta không có nhiều yếu tố về góc bằng nhau ở trong đầu bài của mình. Chính vì thế mình sẽ không đi theo hướng hai góc kề một đáy bằng nhau, mà mình sẽ đi theo hướng chứng minh hai đường chéo bằng nhau. Hai đường chéo bằng nhau tức là BE phải bằng DC, đúng không? Hai đường chéo của hình thang mà BE bằng DC, tức là mình sẽ phải chứng minh được cung BC, cô xin lỗi, cung BE sẽ bằng cung DC, đúng không? Đúng không? Liên hệ giữa cung và dây. Thế cung BE của mình lại bằng gì? Cung BE của mình lại bằng cung BD cộng cung DE. Tương tự, cung CD của mình lại bằng cung CE cộng cung DE. Hai cái đấy trùng nhau với cung DE, tức là dùng chung cung DE. Chỉ còn lại cung BD và cung CE thôi. Mà nhưng mình đã biết là cung BD và cung CE tạo bởi hai đường song song, hai cái dây song song, nên cung BD sẽ bằng cung CE luôn, đúng không? Vậy thì cung BE sẽ bằng cung DC và suy ra được hai dây bằng nhau. Rồi, hiểu ý tưởng chưa? Bây giờ cô và các em sẽ cùng trình bày nhá. Đầu tiên chúng mình nói hình thang trước. Vì DE song song với BC nên mình sẽ suy ra tứ giác BDEC là hình thang. Hình thang cô viết tắt nhá.
Rồi, xong, bây giờ mình sẽ chứng minh tại sao nó hành lang cân. Thì mình sẽ đi giải quyết. Vì có cái cung BE của mình là bằng cung BD cộng cung DE, đúng chưa? Ta có nhá. Tiếp, cung CD của mình sẽ bằng cung CE cộng với cung DE, đúng chưa? Mà DE song song với BC ấy, nên mình sẽ chứng minh được cung BD sẽ bằng cung CE. Cái này các bạn tự chứng minh nhá, vì cô giải hai ví dụ mình chứng minh liên quan đến hai dây song song tạo ra hai cung bằng nhau rồi. Đấy, tự chứng minh. Cô các bạn nhớ phương pháp rồi đúng không? Rồi, sau khi đã chứng minh được hai cái cung này bằng nhau, nên suy ra dây BD của mình sẽ bằng dây... À, cô xin lỗi, là cái mình cần là BE bằng CD chứ, cung BE bằng cung CD chứ, đúng chưa? Vì hai này bằng nhau, hai cái anh này bằng nhau, đúng chưa? DE với DE này là trùng nhau ấy, nên suy ra hai cái cung BE phải bằng CD, tức là suy ra BE sẽ bằng CD, đúng chưa? Rồi, ký hiệu đây là 1 nhá, đây là 2. Hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì sẽ là hình thang cân từ 1 và 2. Suy ra AB, D, E, C là hình thang cân. Rồi, kết thúc ví dụ số 7 thì cũng là kết thúc ví dụ cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Tổng kết lại, bài học ngày hôm nay chúng ta học nó là các em phải nắm được cho cô mối liên hệ giữa cung và dây, tức là so sánh được hai cung với nhau hoặc là chứng minh được hai cung bằng nhau thông qua các mối liên hệ giữa hai định lý mình học ở lý thuyết ấy, và các ví dụ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mình đã tìm hiểu, và làm cho cô thêm những bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập nhá. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.